chúng ta sẽ dùng kem nám chiên sâu. Đây là một dạng kem sữa mềm nha mọi người. Đây, Ly mở cho mọi người xem nha. Đây, thơm, mùi thơm lắm. Đây, nó màu trắng, rất là mịn màng luôn. Ở đây thì cái kem nám này nó giúp cho chúng ta là loại bỏ các sắc tố đen như là tàn nhang nè, đồi mồi nè, nám nắng nè, nám chân sâu nè, và những cái vùng da không có đều màu. Và nó sẽ tăng sinh tế bào mới cũng như là giúp chúng ta cải thiện phục hồi da hư tổn. Khi mà chúng ta xài serum thì nó rất là tốt, là tại vì khi mà chúng ta xài serum trước thì sau đó chúng ta xài kem, nó sẽ có cái độ thẩm thấu rất là sâu vào trong da của mình luôn. Chúng ta lấy một lượng nhỏ vừa đủ thôi nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ thoa. Bây giờ Ly thoa thử trên tay thôi nha. Chúng ta nè, đó. Chúng ta thoa mà mọi người nên nhớ ha, là khi mà mình lấy một lượng nhỏ kem vừa đủ, chúng ta thoa lên trên vùng da nè. Và nhớ nha, mình cho cái da mình đẹp thì mình cũng cho cái cổ mình đẹp luôn nha mọi người. Chứ không thôi mình lo cái mặt không mà còn cái cổ mình bỏ quên, sau đó cái cổ xấu quắc luôn. Mà nếu mà lấy kem nhiều quá thì nó cũng phí nha. Vừa đủ thôi, nó sẽ đủ hấp thu vào cái da của chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta nhớ lúc nào cũng vậy, thoa kem hay cái gì cũng vậy, chúng ta thoa nhẹ nhàng massage. Nhưng mà massage là từ trong ra ngoài đó, và nó đẩy lên để cho cái cơ mặt của chúng ta nó đừng có bị chảy xệ. Chúng ta đừng có quệt gì cái nó chảy xệ cái mặt chúng ta xuống. Thành ra bây giờ lúc có da đẹp rồi thì cái mặt nó chảy xuống thì càng xấu hơn nữa đó. Và sau khi chúng ta massage xong thì chúng ta sẽ vỗ nhẹ, cũng giống như vậy thôi. Mình vỗ nhẹ như vậy nè, thường thường người ta hay vỗ như thế này đó, vỗ như vậy là để cho cái gì, cho cái kem của mình nó thấm sâu vào, những cái hoạt chất của cái kem nám nó sẽ thấm sâu vào bên trong, cho nó thẩm thấu tốt như thế. Như vậy là chúng ta đã xong cái bước dùng kem nám rồi.